Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay thì có hình của sư Minh Tuệ nhưng lại nói về giáo dục. Bởi vì nhiều khi trong những câu chuyện cuộc sống thường ngày thì nó bật ra cái ý như thế. Và tôi thường thường nốt lại những cái ý đó và về đây thì tôi làm video với các bác mọi người. Mình nhiều khi mình không tự nghĩ được đâu. Thông qua những câu chuyện trà đá, nói chuyện với người nọ người kia thì nó mới bật ra cái ý như thế. Thế thì cái việc sư Minh Tuệ lại có liên quan gì tới giáo dục? Đó. Thế thì tôi xin chia sẻ đôi điều về thầy bác thế này. Vừa rồi có thể nói rằng là Đại học Luật là gặp một cái hạn rất là lớn liên quan tới cái bằng tiến sĩ của ông Thích Trân Quang. Liên quan bằng tiến sĩ của ông Thích Trân Quang và rất nhiều người rồi báo chí cũng đều có thể nói rằng là ông Thích Trân Quang với 27 tháng mà có thể làm được một cái bằng tiến sĩ mà chỉ xuất phát từ từ sinh viên thôi, mà tốt nghiệp đại học thôi, đó là cái điều gọi là kỳ tích, kỳ tích. Bởi vì từ lúc tốt nghiệp đại học đến được cái bằng tiến sĩ thì người nào có thể nói rằng là 5 6 năm đã là một cái sự thành tích cực kỳ lớn rồi. Còn những người bình thường như là bà xã tôi vân vân nọ kia thì nó cũng phải rơi vào cớ tầm khoảng mười mấy năm, mười mấy năm. Cho nên cái việc mà chỉ trong vòng có 2 năm 3 tháng là một cái sự kỳ tích của ông Thích Trân Quang. Thế tại sao người ta lại phanh phui được cái việc này ra? Thì đó chính là cái kính chiếu yêu. Đây là kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu đây chính là sư Thích Minh Tuệ. Thì ông đã soi ra được những cái ma tăng với những bậc chân tu. Người dân chúng ta soi vào cái việc đó thì chúng ta mới phát hiện ra rằng là hóa ra là cái ông Vương Tấn Việt, ông Thích Trân Quang là những cái người ma tăng và họ đang mượn những cái bằng cấp để mà đi lùa gà, lùa Phật tử để mà cúng dường và thậm chí là có thể là tạo nên một đội quân u mê phục vụ cho chính họ. Và đáng nhẽ giáo dục thì nó phải quay lại cái bản chất gốc của nó. Cũng giống như đạo Phật cũng phải quay lại cái bản chất gốc của nó, tức là những cái lời Đức Phật đã dạy. Các bác có thể thấy rằng là bước chân an lạc của sư Thích Minh Tuệ thực hiện theo những điều mà Đức Phật đã dạy thì nó tỏa sáng, nó tạo ra một hiệu ứng mà chúng ta cho rằng vĩ đại như thế nào. Đó. Còn những kẻ mà sửa giới luật, thậm chí là xuyên tạc lời Đức Phật thì hiện nay đang bị quả báo thế nào? Và giáo dục Việt Nam cũng phải thế, cũng phải trở lại những cái chân giá trị của nó. Có một cái điều hôm nay bọn tôi trò chuyện với nhau thì mình phải khẳng định một cái điều thế này. Tôi không vì vợ tôi là tiến sĩ mà tôi bảo vệ đâu, mình phải bảo vệ cái chân lý và cái đúng. Là giáo dục chúng ta là giáo dục đi ngược. Đi ngược là bởi vì tại sao? Là bởi vì rằng là cái lớp học những cái năm chuyển cấp thì các em thi một cách nó cực kỳ khủng khiếp. Không biết các bác nào có con thi chuyển cấp vừa rồi không? Để mà thấy rằng là các bé là hỗ trợ gọi là đi học hành rồi là đi thi rồi là lo lắng còn hơn cả kỳ thi đại học. Từ lớp tiểu học và chuyển lên trung học. Rồi từ trung học cơ sở và chuyển lên phổ thông trung học. Tức là cấp 2 lên cấp 3 này. Từ cấp 1 lên cấp 2 rồi cấp 2 lên cấp 3. Thì một sự áp lực khủng khiếp. Và báo chí cũng vào để mà thấy từ điểm trường của từng cái trường nó cao vút 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 thế này. Thế trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là những cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ nó lại đơn giản nhẹ đúng không? Đáng nhẽ đây là giáo dục phổ thông thì nó phải đi theo đúng nghĩa phổ thông. Tức là ai cũng có quyền học. Đó. Và được đào tạo đến hết cấp 3. Và nó không có một cái áp lực gì trong những thời gian này. Đó. Thì ở đây các bé lại rất áp lực. Tôi là cái người mà tôi không nặng cái vấn đề học hành của con cái. Thế nhưng mà bởi vì con tôi năm nay cũng thi chuyển cấp mà, từ cấp 1 đến cấp 2 thì mình cũng không nặng nề. Nhưng mà mình cứ bảo thôi cứ lên học trường nào cho được trường công cũng được, trường làng cũng được. Thế nhưng mà các người khác thì kinh khủng khiếp. Rèn con cái rồi đi học nọ đi học kia mà tôi cảm thấy gần như là các bé nó không có sức để mà thở nữa, mệt vô cùng. Cái việc học hành
kham khổ như vậy nó cướp đi cái tuổi thơ của các em. Đáng nhẽ gọi là phổ thông thì đâu cần phải đi thi nọ thi kia đâu. Đúng. Thế nhưng cuối cùng là thi một cách khủng khiếp. Thì đáng nhẽ nó phải trở lại cái bản chất của nó là giáo dục phổ thông. Thì giáo dục phổ thông hiện nay đang rất nặng nề cái chuyện thi cử. Trong khi đó giáo dục đến mức độ chuyên nghiệp, tức là chuyên sâu, thì chúng ta đã đào tạo ra một cái lứa mà tôi cho rằng là học 1.000 anh vào một cái trường đại học thì gần như là có 1.000 anh ra trường. Tức là chúng ta chỉ siết chặt đầu vào chứ không siết chặt đầu ra. 1.000 anh vào trường đại học thì gần như là 1.000 anh ra trường. Như vậy thì đâu có đâu. 1.000 anh vào đăng ký học thạc sĩ thì gần như là cả 1.000 anh cũng có được cái bằng thạc sĩ. Thậm chí rằng là 10.000 anh có được cái bằng tiến sĩ, nghĩa là đăng ký học tiến sĩ, được duyệt cái bằng tiến sĩ thì gần như là cũng được ra cái bằng tiến sĩ. Chúng ta đâu có siết chặt đầu ra đâu. Thế cho nên người ta mới gọi là tiến sĩ dở, tiến sĩ giấy, tiến sĩ như Trần Quang, tiến sĩ như nọ kia vân vân đấy. Đó. Bởi vì là nó khó ở chỗ là khó cái quy trình, là mất một thời gian rất là lâu. Chứ còn trình độ thực tế thì chưa biết thế nào. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về ông Trần Quang với cái 27 tháng có được cái bằng tiến sĩ từ lúc tốt nghiệp đại học này, thì nó cho chúng ta thấy một cái lỗ hổng của giáo dục. Tức là đối những cái bằng đáng nhẽ mang tính chất chuyên sâu, mang tính chất nghiên cứu như là cái bằng tính chất nghiên cứu như là cái bằng đại học đó, kinh tế thì chuyên nghiên cứu kinh tế, bách khoa thì khoa điện tử nọ điện tử kia, rồi bác sĩ y dược tức là chuyên môn sâu rồi thì họ phải học qua cái đó, rồi đối với bằng thạc sĩ là trên tầm cái đó một lần, rồi đến bằng tiến sĩ còn kinh khủng hơn nữa đó, tức là cái học vị nó phải cao như thế. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta cái cần siết thì chúng ta không cần siết, thì chúng ta không siết, mà gần như chúng ta phổ cập. Đến bây giờ chúng ta gần như là phổ cập thạc sĩ rồi. Cái thời kỳ của tôi hoặc là các bác 7X thì chúng ta đỗ được đại học đã là một cái niềm vinh dự lớn cho gia đình và xã hội. Chúng đi đâu chúng ta cũng tự hào. Nhưng bây giờ mà khoe có bằng đại học thì chả là cái gì. Bởi vì đến bây giờ người ta phổ cập cả cái thạc sĩ rồi. Đó. Thạc sĩ rồi. Trước đây anh cậu bạn tôi là làm được cái bằng thạc sĩ và cậu tự hào ghê lắm. Nhưng đến bây giờ thì thạc sĩ chả là nhà si nhê gì. Và đến bây giờ người ta chuẩn bị là phổ cập cả tiến sĩ. Và đến khi phổ cập cả tiến sĩ thì không biết người ta định phổ cập cái gì nữa. Về học vị đến đấy thế hết rồi. Còn phó giáo sư hay là giáo sư nó là học hàm thôi. Thì là hết mức rồi. Còn được học hành đến tiến sĩ là sạch sẽ rồi. Vậy thì liệu chăng là đợt tới là người ta sẽ phải tăng lên cái rằng là tiến sĩ cấp 1, tiến sĩ cấp 2, tiến sĩ cấp 3. Như kiểu rằng là chuyện Bảy với Ngọc Rồng ấy. Là siêu xây gia cấp 1, siêu xây gia cấp 2, siêu xây gia cấp 3, cấp 4. Rồi đến là bản năng vô cực rồi, lúc nào cũng phải vẽ ra một cái gì đó nó thêm. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là giáo dục dưới ánh sáng của sự minh tuệ chúng ta cũng phải xem lại. Cũng phải xem lại. Và ngay cả Bộ Giáo dục cũng phải xem lại những cái việc mà liên quan tới bằng cấp thi cử. Đó. Bởi vì không gian dối, nếu chúng ta giữ được một cái nó gọi là không gian dối, thì không gian dối trong thi, không gian dối trong cấp bằng, không gian dối nọ những cái kia, mọi thứ ở trong cuộc sống các bác có thể đều tìm thấy được ở đạo Phật. Ngay cả cái chính sách chúng ta đều có thể tìm thấy một cái góc nhìn nào đó từ con mắt của đạo Phật, và hoàn toàn có thể tìm được cái chân lý đúng đắn từ đó mà ra. Đó. Cho nên đối với giáo dục thì chúng ta cũng phải nhờ ơn sư Minh Tuệ để chúng ta thấy rằng là cái sự việc ông Thích Trân Quang, nhờ sư Minh Tuệ chúng ta mới chuyển mối quan tâm ra Thích Trân Quang. Và cái việc mà bằng cấp của Thích Trân Quang là nó đang tạo sự nghi vấn, thì tạo ra một cái rằng là như chúng ta đang giả dối ở trong cái chỗ cấp bằng như thế này. Và như vậy cũng phải trả lại những cái giá trị cơ bản cho giáo dục. Phổ cập thì phải phổ cập, còn chuyên nghiệp thì thật sự là phải chuyên nghiệp. Đó cũng là một cái tín hiệu để mà cho thấy rằng là cũng có cái điểm gì đó nó sáng hơn lên trong cái thời kỳ chơi. Và qua đó chúng ta có thể thấy một cái bước chân trần, nhưng mà rất là kỳ diệu. Bước chân trần rất là kỳ diệu.
của Sư Minh Tuệ chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng mà đã chiếu ra rất nhiều những cái tà sư hiện đang thao túng ở Việt Nam. Cho nên ấy, tại sao mà trên kênh TTV luôn luôn nói rằng cái mất lớn nhất của Việt Nam trong cái thời kỳ 10 năm là cái việc mất đạo đức, chứ không phải là mất cái gì cả. Đúng không? Mất đạo đức chứ không phải là mất cái gì cả. Và trong câu chuyện này thì rõ ràng nhờ cái ánh sáng đó chúng ta mới tìm lại phần nào để thấy rằng trước đây chúng ta đã sai ra làm sao. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.